Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông. Thành phố Tân An là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, Công an thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các điểm thi. Triển khai thực hiện đến toàn bộ các bộ chiến sĩ, trong đó tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp hỗ trợ ngành giáo dục đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi. Trường hợp phương tiện của thí sinh bị hư hỏng, không thể di chuyển, thì lực lượng tuần tra hỗ trợ đưa thí sinh đến nơi dự thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, các tuyến đường có mật độ giao thông tăng đột biến, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt hướng dẫn, phân luồng tại các giao lộ trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh đến với các điểm thi đúng thời gian quy định. Đây có công an đứng cũng điều tiết trật tự ở đây cũng được lắm, chứ không có gì. Mình thấy qua nay thì cái chấp hành của phụ huynh cũng ổn lắm, cũng chấp hành luật giao thông. Các phương án bảo vệ được triển khai đồng bộ, nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh, giáo viên, phụ huynh, góp phần bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn, thuận lợi.